tập 14. Không có lý do gì cả, cô chính là mạng của Ngự Phiến Phường. Hàm Tuyết chưa chết, nó ở Ngự Phiến Phường trong cung. Tự Như Mạng, tôi cảnh cáo cô, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Từ nay về sau, cô sống chỗ cô, tôi ở chỗ tôi. Cái này là mẹ tôi cho tôi, lần trước đã muốn cho em. Người xem, cô ta đang dụ dỗ nấy còn gì. Yên tâm, cách cách tốt của ta. Asuki, nếu con còn muốn nhận người cha này, con muốn có tiền đồ, con nghe cha một câu, cha không hại con đâu. Cha chỉ nghĩ cho mục đích và lợi ích bản thân. Cha có từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Nghe đây con trai, lúc cha còn trẻ cũng giống như con, thiếu niên trẻ tuổi theo đuổi tình yêu lãng mạn, nghĩ là chỉ cần có tình yêu có thể bỏ mặc tất cả. Nhưng khi con thực sự trưởng thành, con sẽ phát hiện trong cuộc đời quan hệ lợi ích quan trọng hơn tình yêu nhiều. Nhưng điều này không công bằng với cách cách. Công bằng bởi vì cô ấy yêu con. Đi đi. Wow, đẹp quá. Thôi Lĩnh, đây là quạt gì vậy? Cái này tên quạt thủy tinh, Nhật Bản làm. Quạt thủy tinh, đẹp quá. Thôi Lĩnh, trong cung chúng ta phải có loại thủy tinh này. Hay là chúng ta cũng học làm quạt thủy tinh đi. Đúng thế, đúng thế. Được đó. Nhưng mà không biết tranh trên tranh quạt có dễ phai hay không. Thử xem là biết thôi. Đức Công Công đến rồi. Trời ơi, Thôi Lĩnh, tranh này phai rồi. Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Cái gì vậy? Đức Công Công, cái này kém xa quạt của Đại Thanh ta. Hàm Tuyết, đừng nói cho cái quạt đó nữa. Quý phi nương nương tìm cô đấy. Từ Thôi Lĩnh, quạt trầm hương lần trước cô làm quả thực không tệ. Lần này các phu nhân của công sứ nước ngoài muốn tổ chức họp mặt, bản cung định tặng cho phu nhân công sứ mỗi người một cây quạt trầm hương, để họ xem thử quạt trầm hương của Đại Thanh Quốc làm mới là quạt lưu hương thực sự. Vâng, nương nương. Nhưng trong cung không còn nhiều gỗ trầm hương nữa. Chuyện này dễ. Đàm Chá Tự có cất giữ nhiều gỗ trầm hương do Ấn Độ cống nạp. Đức An, có nô tài có chuyện này không? Vâng, nô tài biết. Trong Đàm Chá Tự vẫn luôn cất giữ gỗ trầm hương. Thôi Lĩnh, cô lập tức đến Đàm Chá Tự, chọn những khúc gỗ trầm hương thượng hạng về đây, tranh thủ làm lô quạt trầm hương này. Vâng nương nương. Đức An, có nô tài. Chỗ đó ngươi rành, ngươi đi theo Từ Thôi Lĩnh đi. Nô tài tuân lệnh. Inoue tiên sinh, chào anh. Cách cách, hôm nay thời tiết đẹp thật. Ừ, đẹp lắm. Không khí cũng trong lành. Ừ, thơm.
Cô có sao không, Cách Cách? Sao cô khác với trước kia vậy? Không tốt sao? Rất thuộc nữ và quý tộc mà. Không tốt. Anh không thích. Không thích. Cách Cách trước đây tuy rất dữ, rất điên, nhưng chỉ ít còn đáng yêu. Bây giờ như vậy có hơi kỳ lạ. Ta cũng thấy ta của trước kia thoải mái hơn. Hôm nay ta đến là muốn nói với anh. Ta thích anh. Còn anh, có thích ta không? Cô đáng yêu lắm. Đáng yêu? Đáng yêu là yêu sao? Chúng ta đi dạo đi. Này này, đi dạo đi. Anh đi đâu vậy? Anh có thích tôi không? Tôi đáng yêu vậy mà. Thu Hỷ, tôi đến Đàm Trá Tự cũng mất 6-7 ngày. Chìa khóa khố phòng giao cho cô. Nhất định phải giúp tôi trông chừng kỹ bảo bối này. Yên tâm đi Thôi Lĩnh, tôi nhất định sẽ canh chừng kỹ số bảo bối này. Bây giờ ngự hoa viên mà chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ trong cung. Chỗ bọn ta còn có hàng trăm ngàn loại hoa khác, còn có hàng trăm ngàn căn phòng khác. Anh biết không, từ cung điện của ta đến cung điện của hàng cô phải đi 3 tiếng đồng hồ. Lần trước ta chỉ kể với anh những món bọn ta ăn. Đó là bọn ta Hàm Tuyết. Ê Asuki, em đi đâu vậy? Quý phi nương nương bảo tôi và Đức Công Công đến Đàm Trá Tự chọn trầm hương. Vậy em đi đường cẩn thận. Ừ, Hàm Tuyết, đi thôi. Và chúng tôi đi nhé. Cô đang nghĩ gì vậy? Nơi này cách Đàm Trá Tự còn bao xa? Chắc còn khoảng mấy phút nữa. Quý phi nương nương bảo chúng ta đến Đàm Trá Tự. Ngựa phiến phường sẽ không ai cai quản. Thực ra đi chọn gỗ trầm hương, một người là đủ rồi. Ta già cả, sức yếu chân đau, đây không phải lý do à? Tôi chỉ là hơi lo lắng. Cô lo lắng cái gì? Ngự phiến phường thiếu cô thì trời sập à? Không biết tại sao, tôi luôn có một linh cảm không lành. Ta biết. Cô có linh cảm không tốt với Inoue Ken hả? Tôi cũng nói không rõ. Tôi nói rõ được. Hai hôm nay Inoue Ken đó cứ lãng vãng ở bên cạnh hai vị quý phi nương nương. Ông ta đã từng nhờ tôi làm mượn quạt ở khố phòng, nhưng bị tôi từ chối rồi. Hai người không phải một bọn sao? Tôi và ông ta sao lại là một bọn chứ? Tôi chỉ biết ông ta thích đồ cổ và tranh chữ của Trung Quốc, cho nên đã đề phòng ông ta từ lâu. Tôi sợ chúng ta đều rời khỏi ngựa phiến phường thì có người có thể thừa cơ hội. Nếu đã như vậy, cô còn đến Đàm Trá Tự làm gì? Quý phi nương nương hạ chỉ, tôi không dám không nghe. Vậy thì không còn cách khác. Này, dừng lại hết cho ta. Dừng lại công việc trong tay. Chìa khóa khố phòng ai giữ? Ở chỗ tôi. Đưa cho ta. Tại sao? Ta muốn mở khố phòng. Dở quạt. Dở quạt? Ông nói gì vậy? Các người điên rồi à? Tiểu nha đầu, cô nói ai điên hả?
Ta nói cô biết, đây là ý chỉ của nương nương. Ông chắc chắn giả truyền thánh chỉ. Quý phi nương nương sao lại dở hoạt chứ? Hơn nữa thôi lĩnh không ở đây, bọn ta không quyết định được. Cô, ai nói thôi lĩnh không ở đây thì không quyết định được? Nương nương Cát Tường, bản cung ở đây, ai dám láo xược? Bây giờ bản cung ban chỉ, vì nhu cầu phục hưng hoàng triều, dỡ bỏ toàn bộ mặt tranh trên quạt trong khố phòng, dùng phen tái chế lại khung quạt chờ dùng. Vâng. Nương nương, ở khố phòng có rất nhiều danh quạt không dỡ được, hỗn xược. Sao đến được một nô tài như ngươi nói không? Vả miệng cho ta. Chìa khóa khố phòng đâu? Nương nương, ở chỗ cô ta. Tháo xuống. Mở khố phòng, dỡ tranh quạt. Vâng. Làm sao để làm một bức tranh vĩnh viễn không phai ở trên quạt thủy tinh này? Ta thấy cô rảnh rỗi xem quạt thủy tinh này làm gì. Đi, mau đi chọn gỗ trầm hương đi. Cô đặt tâm trí đi đâu vậy? Sao cô chọn gỗ trầm hương không phải bị lồi lõm thì cong vẹo vậy? Đây sẽ gọi là lồi lõm chứ? Toàn bộ cây gỗ đều có đường vân như vậy mà. Cô còn dám cãi lại phải không? Đứa công công, ông xem, khúc gỗ mà ông chọn chẳng phải cũng bị lồi lõm, cũng có vết sẹo còn gì. Cô, sao ta nói một câu cô cãi hai câu vậy? Ông rõ ràng đang bới lông tìm vết. Cô đó, đừng chọn gỗ trầm hương nữa. Ra hậu viện cho ngựa ăn đi. Tôi đến không phải để cho ngựa ăn. Ta bảo cô đi thì cô đi đi. Phải đi. Đi. Hóa ra ở hậu viện có đường có thể xuống núi. Ông làm gì vậy? Thu Hỷ, sắp xếp những thứ này lại, ta phải mang đi. Không được, những tranh vẽ này là báu vật trong cung, ông không được mang đi. Báu vật gì chứ? Quạt đã dở rồi, những thứ này đều là đồ bỏ, ông không được lấy. Thu Hỷ,
Canh quạt này là của nhà cô à? Trong cung không xem trọng, nương nương cũng không xem trọng, liên quan gì cô? Thôi lĩnh căn dặn rồi, không ai được lấy số tranh quạt này, tôi không cho ông lấy. Trời ơi, từ thôi lĩnh là thá gì? Nói cho cô biết, nương nương dùng ngón út cũng có thể đè chết cô ta. Thân phận gì mà ở đây ăn nói linh tinh, lên mặt ra lệnh như đúng rồi vậy. Đánh ra. Không, tôi nghe lời thôi lĩnh, ông đừng hòng lấy. Thôi lĩnh, thôi lĩnh. Cô ta đâu có ở đây, bản thân cô thoải mái là được. Thu Hỷ, có muốn phát tài không? Có muốn sống cuộc sống tốt không? Số tranh quạt này mang ra ngoài đổi lấy tiền, chúng ta chia đôi. Đại Thanh Quốc sớm muộn cũng xong đời. Sau này chúng ta xuất cung, bầu bạn sống qua ngày. Có số bạc này rồi, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hóa ra là ông có ý đồ với số tranh quạt này. Ông cút cho tôi. Sao nào? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Vậy cô đừng trách ta không khách sáo. Đánh ra. Không được lấy. Cô cút cho ta. Cận quý phi nương nương, tại sao lại điều mình và Đức Công Công đến đây? Tại sao mình lại thấy thấp thỏm không yên chứ? Có khi nào sắp có chuyện gì xảy ra không? Mấy hôm nay cái tên Inoeken cứ lãng vãng ở bên cạnh hai vị quý phi nương nương. Nếu đã như vậy, cô còn đến Đàm Cá Tự làm gì? Cô đó, đừng có chọn gỗ trầm hương nữa. Đi ra hậu viện cho ngựa ăn đi. Tôi đến đây không phải để cho ngựa ăn. Ta bảo cô đi thì cô đi đi. Phải đi. Hóa ra Đức Công Công bảo mình cho ngựa ăn là muốn nhắc nhở mình mau chóng về ngựa phiến vườn. Không được, mình phải về ngay lập tức. Quý phi nương nương bảo hai chúng ta đến Đàm Giá Tự, ngựa phiến phường sẽ không ai cai quản. Thực ra đi chọn gỗ trầm hương, một người là đủ rồi. Không biết tại sao, tôi luôn có một linh cảm không lành. Ông ta đã từng nhờ tôi làm mượn quạt ở khố phòng, nhưng bị tôi từ chối rồi. Tôi chỉ biết ông ta thích đồ cổ và tranh chữ của Trung Quốc, cho nên đã đề phòng ông ta từ lâu. Mình đúng là hồ đồ. Sao mình có thể rời khỏi ngựa phiến phường chứ? Nô tài thối, bóp chết tiểu nô tài ngươi. Bảo bối cất ở đây.
Thu Hỷ. Thu Hỷ. Sao lại như vậy? Thu Hỷ. Sao lại như vậy? Thu Hỷ. Thu Hỷ. Thu Hỷ. Thu Hỷ. Thu Hỷ. Thu Hỷ. Sao nào? Khung quạt mà bản cung cần đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm nương nương, khung quạt mà người cần được chuẩn bị xong cho người rồi. Đúng rồi, tranh quạt dỡ xuống phải cất cho kỹ. Vâng, nương nương. Quý phi nương nương. Quý phi nương nương. Không hay rồi, có chuyện rồi. Từ Thôi Lĩnh, tại sao cô tự ý hồi cung, không ở Đàm Chá Tự chọn gỗ trầm hương? Quý phi nương nương, Ngự Phiến Phường có chuyện lớn rồi. Ngự Phiến Phường xảy ra chuyện lớn gì chứ? Thu Hỷ bị người khác giết rồi, số tranh quạt quý giá cũng mất rồi. Xin nương nương minh xét. Có chuyện này sao? Nô tài không biết. Đi xem đi. Được rồi, hết việc của cô rồi, lui xuống đi. Nương nương, đây là đại sự liên quan tới mạng người, hơn nữa số tranh quạt đó giá trị liên thành, sự việc hệ trọng, xin nương nương mau chóng rút nã hung thủ. To gan, một thôi lĩnh nhỏ nhoi lại dám buông lời đe dọa bản cung. Cô đúng là ăn gan hùm rồi. Đuổi ra khỏi cung. Vâng, nương nương. Nương nương, tôi và Thu Hỷ tình như chị em, xin nương nương nhất định phải tra rõ. Du hoàng quý phi giá đáo. Tỷ tỷ đến rồi. Muội muội, muội đang làm trò gì vậy? Tỷ tỷ, ta biết Từ Thôi Lĩnh là thuộc hạ của tỷ. Muội muội không dám trừng phạt cô ta, là cô ta tự mình ở lì đây không đi. Từ Thôi Lĩnh, tại sao cô lại ở lì chỗ quý phi nương nương không đi? Bẩm nương nương, Thu Hỷ bị giết rồi, số tranh quạt quý giá đều bị đánh cắp. Tôi chỉ muốn xin nương nương mau hạ chỉ rút nã hung thủ. Sao cơ? Số tranh quạt ở Ngự Phiến Phường bị người khác đánh cắp rồi. Đây là chuyện thế nào? Tỷ tỷ, hoàng triều phục hưng, tỷ có tranh chân dung của Văn Thánh Võ Thánh, muội muội cũng phải dùng quạt để tô điểm chứ. Muội muội, muội vì dùng khung quạt mà tháo tranh quạt ư? Không được sao? Hàm Tuyết, cô về trước đi. Vâng. Tạ nương nương. Các ngươi cũng lui xuống đi. Muội muội, muội biết mình phạm sai lầm lớn cỡ nào không? Tỷ tỷ, chuyện bé xé ra to rồi. Tạm không nói những cây quạt quý giá ở Ngự Phiến Phường, mỗi một cây đều là vật vô giá. Muội chỉ vì nghênh đón phục hưng mà dỡ số tranh quạt đó, làm gió mát thổi nhẹ gì đó. Chuyện này nếu đồn ra ngoài, khác nào để đám người phản phục hưng đó nắm thớt. Càng khiến người ta khó hiểu hơn là số tranh quạt quý giá đó đều bị đánh cắp. Đây, muội muội, muội nghĩ chuyện này ta nên xử lý thế nào? Chúc mừng tỷ tỷ, lần này tỷ nắm được cơ hội rồi. Được, muội muội đối lý, tỷ tỷ xem mà làm đi.
Muội muội không cần nổi giận. Tỷ tỷ không muốn bắt bẻ muội. Tỷ tỷ sợ đám người phản phục Hưng đem chuyện dở tranh quạt cỏn con thổi phòng thành sóng gió. Đến lúc đó muội và ta e là đều phải chịu trách nhiệm. Ý của tỷ tỷ là nếu việc phục Hưng hoàng triều gặp trở ngại, muội sẽ là kẻ đầu sỏ. Muội muội, muội nghĩ xem. Hương Mai, mấy hôm nay có ai đến khố phòng? Những thái giám dở quạt, ngoài thái giám còn ai khác không? Hình như không nhìn thấy ai khác đến. Tôi nhìn thấy thái giám cận thân của quý phi nương nương và giáo viên người Nhật đó từng đến đó. Giáo viên Nhật Bản? Đúng. Đến hôm nào? Trưa hôm qua tôi nhìn thấy thái giám và giáo viên người Nhật đó ở đó vừa đi vừa nói. Nhưng họ cũng không vào khố phòng, chỉ là đi ngang qua thôi. Để nào là Inoue Ken? Nương nương, gỗ trầm hương đã chọn xong, xin nương nương xem qua. Xem gì mà xem? Bản cung bảo ngươi và Từ Hàm Tuyết đến làm giá tự chọn gỗ trầm hương, chính là muốn ngươi trông chừng cô ta. Không ngờ cô ta lại về cung trước. Nương nương, gỗ trầm hương đã chọn xong, là lão nô bảo cô ấy về cung trước. Ngươi cho phép cô ta về sớm hơn dự kiến không quan trọng, nhưng đã gây ra phiền phức lớn cho bản cung. Cô ấy đã gây ra phiền phức gì? Ngươi đi hỏi cô ta đi. Dù hàng quý phi đó xem như nắm được sơ hở của bản cung rồi. Xem lần này tỷ ta lại muốn gây sóng gió rồi. Vậy lão nô có thể làm gì cho nương nương? Lần này du hoàng quý phi đã tìm được cái cớ muốn ra tay với bản cung. Ngươi canh chừng Từ Hàm Tuyết mọi lúc cho ta, hễ có động tĩnh gì phải báo cáo với bản cung. Quý phi nương nương dở tranh quạt, để bảy làm quạt phục Hưng gió mát thổi nhẹ. Hơn nữa tranh quạt bị dở ra còn bị người khác trộm mất. Lần này bà ấy gây họa lớn rồi. Nhưng điều này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chuyện này có gì tốt chứ? Cô ta chỉ thua một chiêu, nhưng ta thắng cô ta đến một nửa. Hoàng cô, chuyện này liên quan gì đến người? Cách, con còn trẻ, tất nhiên con không hiểu quan trường phù du, thâm cung mưu lược rồi. Cận quý phi này, từ khi Phổ Nghi làm hoàng đế, cô ta luôn âm thầm chống đối ta. Cô ta muốn bắt chước Từ Hy, buông rèm nhiếp chính. Cô ta có tài năng đó sao? Dù nói thế nào đi nữa, hoàng đế còn phong ta làm hoàng quý phi đó. Người nên nắm quyền hạn phải là ta. Trời ơi, đây là chuyện giữa nương nương người, sao lại kể cho con nghe? Con còn chưa hiểu sao? Trong cung này ta chỉ có một người thân. Cô muốn giúp con xây dựng căn cơ, cũng để cho cô sớm ngày có thể buông rèm nhiếp chính. Một mũi tên trúng hai con chim. Một mũi tên trúng hai con chim. Vậy ý của hàng cô là con chim thứ nhất cô muốn bắn chính là muốn phạt quý phi nương nương. Không phải phạt, mà là lôi kéo. Lôi kéo. Ta phải hạ bệ uy phong của cô ta, để cô ta không còn dòm ngó quyền lực. Ta phải để cô ta tâm phục khẩu phục, nghe theo lời ta. Vậy con chim thứ hai mà người muốn bắn thì sao? Con chim thứ hai chính là giúp cách con. Chuyện này liên quan gì đến con? Đức công công, Tu Hỷ bị hại, tranh quạt bị trộm, quý phi nương nương câm miệng, đừng nói những lời không đâu. Inoue Ken từng đến đây. Sao cơ? Hắn ta đã đến đây. Có ai nhìn thấy? Có cung nữ nhìn thấy? Họ có nhìn thấy hắn lấy tranh quạt đi không? Không thấy. Ông ta thậm chí không vào đó. Vớ vẩn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là ông ta lấy tranh quạt. Ta đi hỏi ông ta. Đứng lại. Có câu bắt gian tại trận,
Cô có tang vật không? Chỉ việc nhìn thấy hắn đến, cô có chứng cứ gì chứng minh là hắn trộm chứ? Chắc chắn là ông ta. Ngoài ông ta ra không còn ai khác. Ông ta tham lam như vậy, từ lâu đã dòm ngó trên quạt của chúng ta rồi. Tôi bị mất nhiều báu vật như vậy, tôi không thể bỏ mặc. Nhưng cô không có chứng cứ thì không thể khẳng định. Cô làm thế nào? Lẽ nào cứ thế bỏ qua sao? Sẽ có người quản. Du hoàng quý phi giá đáo. Hoàng quý phi nương nương cát tường, hôm nay bản cung đến Ngự Phiến Phường là để hạ ngọc chỉ liên quan chuyện tranh quạt quý giá của Ngự Phiến Phường bị trộm. Sự việc hệ trọng, tổn thất nặng nề. Thôi lĩnh Ngự Phiến Phường Từ Hàm Tuyết có trách nhiệm không thể chối cãi. Bản cung phán cô đưa vào tử lao chờ thẩm vấn. Nương nương, tại sao chứ? Tại sao lại xử phạt tôi? Chuyện này còn cần bản cung nói rõ sao? Bẩm nương nương, lúc tranh quạt bị trộm, từ thủ lĩnh đang cùng lão nô phục ý chỉ của Cẩn Phi nương nương chọn gỗ trầm hương ở Đàm Chá Tự. Cô ấy không có ở hiện trường. Ở hiện trường hay không, không phải lý do. Cô ta là thô lĩnh của Ngự Phiến Phường, cô ta phải nhận tội. Nhưng nương nương, tôi là người thế nào? Người nên biết rất rõ. Trên quạt bị trộm, tôi lo lắng hơn bất kỳ ai. Tôi cũng đang nghĩ cách tìm ra hung thủ. Hàm Tuyết, trước khi bản cung rất coi trọng cô, nhưng cô được sủng nên kêu, cao cao tự đại, gây ra họa lớn thế này. Ta không xử trí cô khó mà làm yên lòng người. Ta không xử trí cô khó mà lập công quy. Cô vào tử lao là tự mình chuốc lấy. Nương nương, tôi khẩn xin người cho tôi điều tra ra hung thủ trước. Hẳn vào tử lao cũng không muộn. Câm miệng. Ý chỉ của bản cung sao có thể để cô làm theo ý mình? Tuân chỉ. Người đâu? Phụng ý chỉ nương nương, đưa Hàm Tuyết đi đi. Sao cơ? Du hoàng quý phi lại hạ chỉ đưa Hàm Tuyết vào tử lao? Đúng vậy nương nương. Được, tốt lắm. Du hoàng quý phi thú vị đấy. Thực ra nương nương biết rõ Từ Hàm Tuyết vô tội, mong nương nương lúc cần thiết có thể ra tay giúp đỡ. Đây là lời mà một nô tài như ngươi nên nói sao? Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Đi, đem theo miếng ngọc điền hoàng, theo bản cung đi gặp Du hoàng quý phi. Vâng. Ngọn gió nào thổi muội muội đến đây? Tỷ tỷ, muội muội đến để tạ lỗi. Muội muội có lỗi gì chứ? Tại sao phải dùng hai chữ tạ lỗi? Nỗi khổ tâm của tỷ tỷ, muội muội mới ngộ ra. Muội muội vô cùng cảm kích. Muội muội, dù sao muội và ta đều là quý phi hoàng thất, chuyện nhà sao có thể đồn ra ngoài. Đúng lúc tìm được một người chịu tội thay, đúng lúc hóa giải khúc mắc giữa ta và muội. Đức an. Mở ra xem đi. Muội muội thế là có ý gì? Từ lâu nghe nói tỷ tỷ muốn tìm một miếng ngọc điền hoàng để khắc bảo ấn. Chỗ muội vừa khéo có một miếng ngọc điền hoàng. Muội muội không tài không đức, lại không muốn nắm quyền, giữ lại điền hoàng cũng vô ích. Hôm nay tặng cho tỷ tỷ khắc một ấn ngọc tỷ, có lẽ có một ngày tỷ tỷ buông rèm nhiếp chính sẽ dùng đến.
Muội muội nói thật lòng sao? Sau này mọi chuyện trong cung đều do tỷ tỷ làm chủ. Được, tỷ tỷ nhận tấm lòng của muội. Được, nào cất vào đi. Không biết tỷ tỷ định xử trí Từ Hàm Tuyết thế nào. Thân là thôi lĩnh của Ngự Phiến Phường, phạm đại tội này, vào tử lao là tự mình chuốc lấy. Nhưng bây giờ đã là dân quốc rồi, pháp luật không nghiêm khắc thế nữa. Nhưng cô ta vào tử lao thì không có khả năng sống sót trở ra. Tỷ tỷ đúng là thông minh khéo léo. Từ Hàm Tuyết từng là người ta xem trọng, nhưng lúc này khác lúc xưa. Tử lao đó có lẽ là nơi cô ta chết già rồi. Đây cũng là Hoàng Quý Phi nhân từ rồi. Đúng thế. Hoàng cô, con không tin lời đồn. Con muốn người chính miệng nói với con. Là người đưa Hàm Tuyết vào tử lao sao? Là thật đó. Tại sao? Vì con sao? Không hẳn vậy. Tất nhiên không có Hàm Tuyết, con sẽ không còn chướng ngại nữa. Nhưng lấy tính mạng Hàm Tuyết, hy sinh cho tình yêu của con, chuyện này quá tàn nhẫn rồi. Chỉ ít như vậy, Inoue Atsuki sẽ từ bỏ. Cô đều muốn tốt cho con, nhưng cũng không cần dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Hỗn xược. Hoàng cô, con không cần Inoue Atsuki nữa. Người tha cho Hàm Tuyết đi. Cách, con tưởng ta nhốt Hàm Tuyết là để giúp con sao? Con sai rồi. Hàm Tuyết là thôi lĩnh của Ngự Phiến Phường. Ngự Phiến Phường xảy ra chuyện, cô ta phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa xảy ra chuyện lớn như vậy là một lỗi lầm không thể tha thứ. Nhưng mà mất tranh quạt rõ ràng là lỗi của Cẩm Quý Phi. Tại sao lại đổ tội lên đầu Hàm Tuyết để quấy làm ma chết thay chứ? Quý Phi hoàng thất sẽ có lỗi sao? Con có nghe qua hoàng thượng phạm lỗi chưa? Con có nghe qua Quý Phi phạm lỗi chưa? Vậy họ phạm lỗi thì làm sao? Họ sẽ không phạm lỗi. Người sai mãi mãi sẽ là hạ nhân. Vậy Hàm Tuyết, ta nói lại lần nữa, Hàm Tuyết là thôi lĩnh Ngự Phiến Phường. Ngự Phiến Phường xảy ra chuyện, cô ta phải chịu trách nhiệm. Hoàng cô, bây giờ con đã hiểu ý nghĩa một câu mũi tên trúng hai con chim của người rồi. Một là người lôi kéo Cẩn Quý Phi, tiếp đến là người mượn đao giết người. Cách, xem như con cũng có chút tiến bộ rồi. Cách, Asuki, Hàm Tuyết có chuyện rồi. Sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ta cũng không biết. Ta cũng không biết Hoàng cô tại sao đột nhiên hại chỉ như vậy. Ta xin bà ấy cũng vô ích. Hay là anh đi xin cha anh đi. Lần trước lúc anh xông vào lãnh cung, ông ấy cũng đã đi xin Hoàng thượng cứu anh và Hàm Tuyết còn gì.
Tại sao lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tại sao Nhu Hoàng Quý Phi lại đột nhiên trở mặt với mình chứ? Chuyện này là tại sao? Nhưng mình dám khẳng định là Inoue Ken đã trộm những thanh quạt đó. Nhưng mình không cách nào để chứng minh. Làm sao đây? Số thanh quạt này bây giờ đang ở đâu? Cô nương, sao cô không ăn cơm? Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu đã đến đây rồi thì nghe theo ý trời đi. Đừng tự làm khổ mình. Công công, người vào đây thường sẽ bị nhốt bao lâu? Đây là tử lao. Vào đây chỉ có hai chữ. Một chữ là chết, một chữ là chờ chết.